Houston bữa giờ rất vui, có rất nhiều nhà hàng mới mở và hôm nay cùng em đi trải nghiệm một trong số đó nha. Hello cả nhà. Mỗi lần mà gia đình lựa chọn đi ăn giữa lẩu hoặc là nướng thì mình phải chọn bên nào đây? Thì bây giờ Houston tụi em vừa mới khai trương một cái quán lẩu mới, đó là K-Pot. Thì vừa có lẩu và vừa có nướng luôn. Thì bây giờ em xin mời cả nhà cùng với em đi vào quán lẩu mới để trải nghiệm nha. Dạ, tiệm thì mới mở hôm bữa thứ năm thôi. Rồi hôm nay là thứ bảy thì em mới có dịp đi thử nha. Đây là cái giờ giấc mở cửa của họ. Ok, bây giờ thì mình đi vào trong. Wow, vô trong rất là mát. Hay ở ngoài nó hơi nắng. Wow, hôm nay thứ bảy tiệm lúc mà 12 giờ trưa, tiệm mới vừa mở luôn á thì cũng chưa có đông lắm nha cả nhà. Nhân viên phục vụ ở đây thì cũng đa số đông ha. Bàn ở đây thì rất là bự luôn nên mình có thể để đồ ăn thoải mái luôn. À, lẩu tự chọn nên họ sẽ có một cái quầy để muỗng, nĩa, dao. Đây mình sẽ lấy nĩa đi. Dao không? Không biết ăn cái gì cần dao ta. Nĩa, muỗng, nĩa cũng khá là đầy đủ. Còn ở đây cái bên là sẽ có những cái chén để mình đựng sốt ha. Và những cái loại gia vị, nước mắm, tương, sa tế, tiêu, tỏi, chanh. Rồi có bơ nữa, chắc là để đó hồi nữa mình nướng mình bỏ bơ vô ha. Rồi ở đây là có tương ăn phở nè, giấm, rồi dầu ô liu. Ok. Kế tiếp là cái quầy để gia vị, ở đây là mình có thể pha cái sốt mình tự chọn nè. Họ sẽ có hành, ớt. Đây là những cái loại sốt họ đã có để tên, là có sốt dầu mè, sam chang, soybean, ginger, rồi oyster sauce. Wow, có rất là nhiều loại gia vị luôn á cả nhà ơi. Có kim chi, hai loại kim chi ha, một loại kim chi bắp cải, còn cái này là kim chi của củ cải trắng. Ở đây thì mình sẽ có trái cây tráng miệng ha. Rồi đây gọi là snow white fungus, cái này tiếng Việt là gì em quên rồi. Còn đây gọi là sago, thì họ ghi là sago. Appetizer là fried chicken, chả giò với lại french fry. Có hũ sốt luôn. Không gian của quán ở bên trong thì khá là rộng và rất là nhiều nhân viên phục vụ. Đây là cái menu của họ nha cả nhà. Đây, một người buổi trưa thì sẽ giá như thế này, buổi tối ha. Và hôm nay nhà em ăn cả hai loại lẩu và nướng á, thì sẽ thêm 5 đồng mỗi người nữa. Và họ có ghi chữ ở đây nè, mọi người đừng có phí thức ăn nha, sẽ bị chạc thêm 14 đồng một thao nữa. Thôi, thank you. Và đây là cái menu về nước uống. Những cái thức uống này là phải tính thêm tiền ha, không có chung. Còn bắt đầu trước mắt là mình sẽ lựa cái nước súp. Cái nước súp thì nãy cô nói là nó nằm ở trang và trước mắt là sẽ lựa cái nước súp, thì họ có những cái loại súp như thế này nè cả nhà, rất là nhiều vị luôn. Còn đây là các loại thịt bò, đây là nghe thích nhất là cái sốt rib này ha, rồi cái này lưỡi bò. Còn đây là hai cái đã được nêm gia vị rồi, ở dưới đây thì còn có thịt gà. Nó sau đó thì mình sẽ lựa chọn cái súp, rất là nhiều loại mùi cho cả nhà lựa chọn luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 loại. Thì nhà em order là thái tôm dùm với lại cái spicy Korean tofu nè, rồi K-pop vessel soup, các loại thịt slice sẵn,
Và còn đây là những cái chả cá, thì khi nào mà mình thích ăn cái nào thì mình sẽ nói để mà họ video đánh vô máy tính rồi họ sẽ bưng ra cho mình. Em có order cái này nhưng mà họ đã run out rồi, có nghĩa là hình như là hết rồi hoặc là chưa có hay gì thì cái này không có nè. Rồi mọi thứ khác thì đều có hết, cái này thì không có luôn. Rồi các loại rau, nói chung là mình muốn ăn cái gì thì mình chỉ việc nói tên đi rồi họ sẽ đánh vào máy tính và họ sẽ đem ra cho mình ha. Mì thì có các loại như thế này, cơm nữa, cái này là tteokbokki nè, rice cake nè. Ok, can I try the Thai tom yum? Con Thái tom yum ha. Ok, Thái tom yum, K-pop special soup, seafood, tofu. Sau khi là tụi em đã gọi súp ra xong rồi á thì cái anh này anh sẽ mang cái đồ này ra. Ok. À bây giờ là có cái lọ ở đây là mình tự bấm. Oh, thank you sir. All right. And this is the power mode. Okay. Yeah. Thank you. Oh yeah. Thank you sir. Cơm. Yeah. Này anh đọc cái menu coi mình muốn order gì. Spinach and water cup. Yes. Yeah. Say hi to my YouTube channel. Hi. She's very nice. I think everybody here is so nice. Yeah. We were all very excited to be here. Okay. We really like it. That's so, far. So cute. Yeah. Mọi người nhân viên ở đây rất là dễ thương luôn nha cả nhà. Rất là nhiệt tình. Giải thích cho mình tất cả mọi thứ mà mình không hiểu. Okay. So can I have that so far? Yeah, absolutely. Okay. Bây giờ thì đồ ăn bắt đầu ra rồi. Thank you. Các bạn nhân viên sau khi mà mình kêu đồ ăn ra thì phục vụ rất là nhanh, ra liền luôn. Và bây giờ đồ ăn đã ra cũng khoảng một khá món rồi. Thì em sẽ bắt đầu mở lửa lên ha. Trước cái bàn thì em sẽ có cái đồ chỉnh lò nướng ha. Thì bây giờ mình sẽ mở nó lên. Rồi đây là đồ ăn cũng order khá rồi. Thì bây giờ sẽ bắt đầu trải nghiệm nha cả nhà. Cái của em order là nước súp seafood ha. Thì em sẽ nếm xem nó có vị như thế nào. Cái seafood này thì đã nêm sẵn luôn và đậm đà sẵn rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần việc là mình bỏ cái mì vô thôi. Và order nước súp lẩu cho ông xã là K-pop special soup. Và anh nói rất là vừa miệng luôn. Còn cái này là nước lẩu Thái tom yum ha. Bây giờ em sẽ thử. Ngon nhất mắt. Ok, của em là có 3 loại ha. Là Thái tom yum, Korean seafood soup là cay ha. Và cái K-pop special soup rất là ngon. Ok, nói chung là 3 loại đều hợp khẩu vị nhà em hết. Trời, thì lò nướng đã bỏ bơ vô rồi nha cả nhà. Em sẽ bắt đầu nướng. Đây là short rib, ok. Rồi đây mình sẽ bỏ cái này vô luôn. Nè Ben, con bỏ này vô cho mẹ. Ok. Đó. Còn cái này là spicy bulgogi. Rồi, đó. Đây mình đưa cho anh Dẹp luôn. Rồi, thank you. Thấy sao anh Dũng? Ok, giờ number 1 lên coi. Ben, how you think con? Ngon. Ngon hả? So good? Bật cái lò lên cho nó cao cao xí. Cái sauce của ở cái quầy spa sauce đó là sẽ có những cái sauce mình lựa chọn đúng không cả nhà? Có một cái loại sauce gọi là K-pop sauce. Ăn vô thì nó giống như là nó mix giữa tương ăn phở với lại
những cái gia vị khác thì nói chung là nó cũng ngọt ngọt, thì để mà mình chấm thịt cũng được. Thì cả nhà có thể ăn thử cái cây phó sốt này ha. Và cái lẩu của em đã sôi rồi thì em sẽ bỏ rau vô. Wow. Mình có rau phần ô nè cả nhà. Đây. Cái rau. Mỗi một cái quán thì sẽ có một cái khác, sự khác biệt ha. Thì đây là mình order tất cả mọi thứ ở trong cái menu, rồi họ sẽ mang ra tận bàn cho mình luôn. Nước lẩu rất là đậm đà và vừa miệng. Em cảm thấy là cả nhà mình nên thử nha, tại vì rất là đáng để thử. Thì bây giờ em sẽ ăn nha, xin mời cả nhà. Thịt nó đã cũng chín rồi nè, mình sẽ chở đều qua. Mình sẽ cắt luôn cái thịt này ha. Đó, cái này được rồi nè, đừng có để chín quá nó sẽ khô. Ok. Đó. Thơm quá cả nhà ơi. Mình để nó ăn hồng hồng thôi. Đây. Và đây là beef belly. Đó. Còn đây là hình như là lưỡi bò đó cả nhà. Lưỡi bò ha. Beef belly là cái gầu á, em nghĩ là cái gầu mà mình hay ăn á, ăn phở đó. Con chấm cái sốt Korean đó ngon không? Ngon hả? Good. Cái loại hình mà vừa nướng vừa lẩu này á, thì ở bên Việt Nam chắc mọi người đã quá là quen thuộc rồi đúng không? Còn ở bên này á, thì đây là tiệm cũng khá là mới. Rất là ngon cả nhà ơi. Tuyệt vời. Rất là đáng để thử. Phục vụ tốt, decoration đẹp, đồ ăn ngon, perfect. Cái này là sườn bò đại hàng của họ nè, mình em đã ăn thử rồi. Rất là vừa miệng. Nên nếm rất là vừa miệng. Vì cái này là all you can eat, là mình ăn buffet ha. Thì mình muốn ăn đến khi nào mà mình no thì thôi. Thank you. Các bạn nhân viên phục vụ thì lúc nào cũng đến hỏi mình xem mình cần thêm gì không. Phục vụ rất là chu đáo và tận tâm. Cái chè này là cái chè hồi nãy em quay ở cái quầy bar đằng đó đó cả nhà. Thì khi mà mình hút vô thì cảm giác nó rất là thanh mát, độ ngọt vừa phải. Ở trong thì có nước cốt dừa, bột bán, thạch dừa và thơm mùi vải nữa. Nói chung là rất là ngon. Thì nếu mà cả nhà thích cái video này thì nhớ cho em một like, đăng ký và comment ở dưới nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye. Và đây là cái bill cho buổi trưa ngày hôm nay, giá tham khảo nha cả nhà. Và một lần nữa, em là Jenny. Mọi người nhớ đăng ký, bấm like, comment để xem nhiều video mới nha.